thưa quý vị, chúng ta đang ở vòng 2 của Vua Tiếng Việt. Đây là cuốn từ điển bảo bối của chương trình. Tôi sẽ là người lựa chọn một từ bất kỳ, cố gắng theo chủ đề tuổi trẻ. Các bạn sẽ là những người cùng nhau ghi điểm hoặc cùng nhau để mất điểm. Và bây giờ, luật chơi của chương trình, xin mời. Ở phần thi giải nghĩa, người chơi có 60 giây để giải nghĩa từ và đưa ra gợi ý cho hai người còn lại. Trả lời đúng trong 15 giây đầu tiên, người đoán đúng từ và người giải nghĩa cùng được 4 điểm. Cứ mỗi 15 giây, số điểm lại giảm bớt 1. Người dẫn chương trình sẽ lựa chọn ngẫu nhiên các từ trong cuốn từ điển tiếng Việt gồm 36.000 từ của Viện Ngôn ngữ học Việt Nam. Kết thúc vòng chơi giải nghĩa, người có số điểm thấp nhất sẽ bị loại. Sáu mươi giây bắt đầu. Từ đây có hai từ và lấy phụ âm đầu. Đó là cái cảm giác mà sau khi mình ăn xong nó rất là no nê ạ. Đúng rồi, chính xác. Đáp án chính xác, no nê. Mọi người lưu ý là chỉ tôi mới có quyền khẳng định là đúng hay sai thôi. Dạ. Nhá. Khi ai đó nói đúng, bạn phải mặt như sai. À, nguy hiểm. Ừ. Là nguy hiểm. Cả hai em nữa nhá. Dạ. No nê, đáp án chính xác. Mỗi bạn có cho mình 4 điểm. Bây giờ sẽ là từ tiếp theo. Sáu mươi giây bắt đầu. Từ này gồm có hai từ và nó diễn tả là khi dậy thì ấy, thì nữ trông phổng phao. Đúng rồi. Em quên. Tại vui quá thì chúng. Đáng lý bạn phải giữ cái này ở cái phần phản xạ. Ấy. Dạ vâng. Phổng phao đúng. Bữa nay người làm ăn thấy chết bữa nay. Phổng phao chính xác. Chúc mừng hai bạn. Mỗi bạn có cho mình 4 điểm. Mời bạn về chỗ. Bạn từ dễ rồi nhé. Dễ quá. 60 giây chưa bắt đầu vội. Cho bạn mấy giây để nghĩ. Mời bạn 60 giây bắt đầu. Đây là một từ ghép có hai tiếng, mỗi tiếng có 4 chữ cái. Chỉ một người rất là ôi từ tiếng đằng sau thì là anh ba chấm. Chỉ một người anh rất là gì nhỉ? Từ đầu tiên đi, từ đầu tiên. Ôi, khó quá. Một người giải nghĩa đi. Giải nghĩa ừ. Ví dụ tuổi trẻ thường hay có cái thói rất là bồng bột và người ta hay gọi là cái gì, cái thói dở. Từ thứ hai là chỉ một người rất là kiểu dũng khí, anh ba chấm gì đấy, một người có công ấy. Anh Hùng Dũng. Không, đấy là từ thứ hai, là từ đấy thôi. Còn từ đầu tiên không thể diễn tả được ấy. Từ đầu tiên là chữ cái đầu tiên là chữ cái cuối cùng trong bảng chữ cái tiếng Việt. Nó gần với Yên Bái. Yên Hùng. Trời ơi. Ôi trời ơi, đây thực sự là búa bổ đầu chim sẻ. Ôi trời ơi, nhưng tôi quy định là tôi mới là người có quyền đưa ra. Em xin lỗi. Bọn em xin lỗi. Làm ăn thế này thì chết. Xong anh nó đúng rồi, xong anh nó đặt tay như đúng rồi thật. Công nhận câu này khó không? Quá khó thật. Em không biết phải diễn tả cái từ yên đấy như nào luôn á. Đúng, rất là khó. Mỗi bạn được 4 điểm. Từ thứ hai. Khó hay dễ? Khó đi ạ. Khó thì dễ. Được chưa? Thôi ạ. 60 giây bắt đầu. Đây là một từ có 3 tiếng. Tiếng đầu tiên có 4 chữ cái, tiếng thứ hai có 5 chữ cái và tiếng thứ ba có 3 chữ cái. Tiếng cuối cùng là đặc sản của Hà Nội, màu xanh. Tiếng thứ hai là cái tính chất mà chị giới thiệu là chị rất là lanh gì đấy. Và tiếng đầu tiên là chủ đề của chương trình này. Tuổi tranh cốm. Đọc lại đi ạ. Tuổi tranh cốm. Mặt kiêu nè. Đáp án chính xác. Bạn đã giành được 4 điểm. Bạn cũng giành được 4 điểm. Xin mời người tiếp theo. Vân Anh tập trung lên nhé. Bạn sẵn sàng? Dạ. Chúng ta đi tìm từ nào.
60 giây bắt đầu. Ok, đây là một từ ghép gồm hai tiếng. Tiếng đầu tiên là chuyện tấm chấm chấm chấm. Chữ thứ hai là dụ chấm chấm chấm. Cám dỗ. Đáp án chính xác luôn. Để cho bạn nước thăng thẳng. Nào. Cảm ơn. Bạn cộng thêm cho mình 4 điểm. Bạn có thêm 4 điểm. Thắng ơi, thoải mái lên cho người. Vừa bên này giành 4 điểm mà tụt luôn xuống thế này. Cơ hội vẫn hoàn toàn rất thoải mái. Rất thoải mái. Cần phải tập trung và nhanh hơn. Nào. Tiếp tục. Sáu mươi giây bắt đầu. Ok, đây là một câu gồm 4 chữ, trong đó chữ thứ nhất và chữ thứ ba giống nhau. Nó nói về sự trưởng thành. Có một quả là quả đu chấm chấm chấm, chính là chữ thứ nhất và chữ thứ ba. Đủ lông đủ cánh. Cho tôi hỏi một chút, quý vị khán giả vỗ tay gì? Trong khi tôi chưa đưa ra đáp án. Hình như sai. Em nghĩ là sai. Mà vỗ tay như vừa rồi nó không đều. Vỗ tay thật đều cho đáp án đúng. Bạn là thắng, vừa dành thêm cho mình 4 điểm. Tổng số điểm của các bạn như sau. Vân Anh 12 điểm. Bạn Thắng 13 điểm. Sơn Tùng 17 điểm. Vân Anh thân mến, phần thi này rất thú vị. Một trong những điểm khiến cho phần thi này thú vị là sự có mặt của bạn. Chơi phải hồn nhiên như thế. Dạ. Xin cảm ơn bạn đã đến tham gia chương trình. Chúc bạn luôn luôn mạnh khỏe, luôn luôn xinh đẹp. Dạ, và luôn luôn với tấm lòng nhân ái của mình. Dạ, chia sẻ với mọi người. Cảm ơn bạn đứng trước ạ.